Vì sao chiến trường Biển Đông luôn không ngừng dậy sóng trước những màn thị uy thế lực của các siêu cường, đặc biệt là Trung Quốc? Thị uy để đánh dấu sự hiện diện, thị uy để khẳng định chủ quyền hay còn mang thông điệp nào khác? Chuyên gia Anh Quốc cảnh báo sàn đấu Biển Đông có thể chứng kiến màn khai chiến giữa Mỹ-Trung vì vấn đề Đài Loan. Trong nội bộ nước Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng để cạnh tranh với Trung Quốc. Trước sức ép không ngừng gia tăng từ bên kia eo biển, Đài Loan liên tục chạy đua khí tài với mục tiêu triển khai chiến lược chiến tranh bất đối xứng cho một cuộc chiến tiềm tàng. Thế nhưng không phải lần đổ vốn đầu tư nào cũng thu được quả ngọt. Mới đây, Đài Loan đã phải rút lại dự án tàu tên lửa trị giá tỷ đô của mình. Mặc kệ luôn đối mặt với sự răn đe từ Trung Quốc, hòn đảo vẫn khẳng định được vai trò thống trị trên một lĩnh vực đặc biệt, đó là thiết bị bán dẫn. Đài Loan còn muốn xây dựng đội ngũ nhân tài cùng Mỹ-Nhật để vươn xa trong thị trường béo bở này. Ở một diễn biến khác, cuộc tập trận chung Nga-Trung chính thức bắt đầu tại căn cứ Trung Quốc vào đầu tuần này. Trong khi đó, quan hệ EU-Trung Quốc dự báo đầy sóng gió sau thời bà đầm thép nước Đức Angela Merkel. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Mỹ tiếp tục nâng cấp hệ thống phòng không để sẵn sàng cho chiến trường thế kỷ 21. Trung Quốc y án tử hình công dân Canada sau loạt căng thẳng giữa hai nước. Tổng thống Belarus tuyên bố sẽ nhờ Nga can thiệp nếu xảy ra cuộc đại chiến mới. Mỹ tin rằng chính quyền Afghanistan đủ lực để chống lại phiến quân Taliban. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 11 tháng 8 ngay sau đây. Đấu trường Biển Đông vẫn chưa một ngày ngưng dậy sóng khi các cường quốc thi nhau khẳng định chủ quyền và liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận thị uy thế lực. Đặc biệt trong số đó là những động thái quyết liệt của Trung Quốc. Một chuyên gia ở Anh về khu vực này lại vừa đưa ra tuyên bố rằng Biển Đông có thể chứng kiến màn khai chiến đầu tiên tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc vì vấn đề Đài Loan, hòn đảo nằm ở phía bắc Biển Đông. Quan điểm này cũng trùng khớp với cảnh báo hồi tuần trước của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng Đài Loan chính là một điểm xung đột tiềm tàng. Tiến sĩ Jonathan Sullivan, một chuyên gia về Trung Quốc và là nhà khoa học chính trị tại Đại học Nottingham, Anh Quốc, đã nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với Đài Loan sẽ dẫn đến sự gián đoạn đáng kể và lâu dài trên quy mô toàn cầu. Tiến sĩ Sullivan giải thích rằng mục tiêu của Bắc Kinh là tái thống nhất Đài Loan với phần còn lại của Trung Quốc và do đó quân đội Trung Quốc đã thường xuyên sử dụng một cuộc phô trương sức mạnh quân sự trên Biển Đông để nhằm chứng tỏ khả năng thống nhất hòn đảo chỉ nằm trong lòng bàn tay. Về phía Đài Loan, hòn đảo cũng đã báo cáo về số lượng kỷ lục máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Không những vậy, quân đội Đài Loan gần đây đã được tăng cường thêm tiềm lực và sự tự tin sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua thỏa thuận vũ khí trị giá 750 triệu đô la, bước đánh dấu cho sự ủng hộ đầu tiên của chính quyền ông Biden về một thỏa thuận vũ khí với Đài Bắc. Chính cách Mỹ đề ra các chiến lược hiện tại đã tác động mạnh mẽ đến sự phẫn nộ của Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng những thỏa thuận như vậy sẽ làm suy yếu chủ quyền và an ninh lợi ích của Trung Quốc. Trước những động thái vần Bắc làm xuống mắt đối phương, sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gần như luôn sẵn sàng bùng nổ. Điển hình là trong cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hai siêu cường đã khẩu chiến gay gắt về vấn đề Biển Đông. Chi tiết về vấn đề này, quý vị hãy đón xem thêm trong bản tin Thế giới chiều nay của FBNC. Chốt lại vấn đề, mọi động thái của Trung Quốc trên mặt trận biển, dù là giang hàng tàu cá hay cử các hạm đội tác chiến tàu sân bay, tập trận ở Biển Đông hay thường xuyên đi ngang tuần hành cả trên trời lẫn dưới biển ở khu vực eo biển Đài Loan, thì đều là những mắt xích trong bức tranh chiến lược, phô trương sức mạnh và sự sẵn sàng của Trung Quốc. Tuy vậy, tiến sĩ Sullivan cũng nhấn mạnh rằng, bất chấp cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bắc Kinh căng thẳng đến đâu, nhưng một cuộc xung đột thực tế vẫn đang nằm ở hai chữ tiềm năng. Và nó sẽ không xảy ra trừ khi Trung Quốc cảm thấy không có lựa chọn nào khác để ngăn chặn Đài Loan độc lập. Cuộc chạy đua giữa hai cường quốc Mỹ-Trung đang diễn ra gay cấn trên nhiều lĩnh vực và chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. Trên hành trình khốc liệt đó, Ngoại trưởng Antony Blinken lại cảnh báo Mỹ đang chậm chân hơn Trung Quốc về tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng. Cụ thể, vào hôm thứ Hai 9 tháng 8, ông Blinken đã phát biểu tại trường Đại học Maryland, khẳng định Hoa Kỳ cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào giáo dục, hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng biển và băng thông rộng. Đó là những yếu tố góp phần duy trì khả năng cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc và nhiều đối thủ khác, cũng như thể hiện sức mạnh và sự bền bỉ của nền dân chủ Mỹ. Phát biểu được ông Blinken đưa ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tối đa để thúc đẩy gói đầu tư cơ sở hạ tầng. Dự luật này đang được Thượng viện thảo luận và có thể thông qua trong tuần này. Gói đầu tư này trị giá 550 tỷ đô la Mỹ nhằm cải thiện toàn diện cơ sở hạ tầng, bao gồm cả điều tra về lao động cưỡng bức ở Trung Quốc và chi tiền cho nỗ lực sản xuất pin, đất hiếm và các hàng hóa tối quan trọng khác.
Ông Blinken nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc và Nga cũng như một số đối thủ khác cho rằng nước Mỹ đang sa sút, chúng ta cần phải chứng minh điều ngược lại, bằng cách đầu tư nghiêm túc để vực dậy và hồi sinh nền kinh tế nội địa ngay lúc này. Ngoại trưởng Blinken chỉ ra, cách đây 30 năm, Mỹ đứng đầu thế giới về tỷ lệ chi ngân sách cho nghiên cứu và phát triển. Tính trên tương quan quy mô nền kinh tế, Trung Quốc chỉ đứng thứ 8, còn hiện giờ Mỹ đã trượt xuống vị trí thứ 9 trong khi Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2. Ông Blinken kêu gọi chúng ta có thể làm tốt hơn, đó là một sự thật cay đắng, rằng chúng ta đang tụt lại phía sau. Nhiệm vụ của chúng ta là vực dậy nước Mỹ và để lại di sản cho thế hệ tương lai. Được biết, ngay cả khi dự luật cơ sở hạ tầng được thông qua tại Thượng viện, nó cũng phải đối mặt với thách thức không nhỏ ở Hạ viện trước khi trình lên Tổng thống Biden ký thành luật. Các nghị sĩ Dân Chủ đang kỳ vọng có thể gắn kết dự luật với khoản chi ngân sách lên tới 3.500 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm đầu tư cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ em, chăm sóc y tế, chống biến đổi khí hậu và nhiều khoản viện trợ xã hội khác. Trước sức ép từ Trung Quốc và những cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng, Đài Loan đã không ngừng đổ tiền vào quỹ ngân sách phòng vệ hòn đảo để kích hoạt chiến lược chiến tranh bất đối xứng. Tuy vậy, không phải dự án nào cũng đạt được thành công như mong đợi. Vào hôm qua 10 tháng 8, nguồn tin từ tờ South China Morning Post cho biết Đài Loan đang phải loại bỏ một dự án trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng 60 tàu tấn công tên lửa siêu nhỏ. Cú thắng gấp này dự kiến sẽ khiến cho hòn đảo tiêu tốn 7,2 triệu đô la Mỹ. Trong thông cáo từ lực lượng phòng vệ trên biển của Đài Loan cho biết, dự án do cựu tham mưu trưởng Đô đốc Lý Hỷ Minh đề xuất đã bị hủy bỏ vì thiết kế của tàu tên lửa không thể đáp ứng nhu cầu chiến tranh bất đối xứng chống lại đối thủ. Nguyên văn thông cáo nêu rõ các tàu tên lửa đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm nền tảng của nó vào năm 2020 và kết quả cho thấy do kích thước nhỏ hơn nên độ ổn định của con tàu sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và biển động, do đó ảnh hưởng đến độ chính xác của việc bắn tên lửa và đó là lý do tại sao nó không đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của quân đội Đài Loan. Để tránh lãng phí quỹ đầu tư, lực lượng phòng vệ biển đã báo cáo vụ việc với cơ quan lập pháp và kết thúc dự án với sự đồng ý của cơ quan phòng vệ hòn đảo. Cơ quan lập pháp của hòn đảo đã hỗ trợ ban đầu cho dự án tàu tấn công tên lửa lớp siêu nhỏ vào năm 2018, nhưng ra yêu cầu phải xem nguyên mẫu trước khi cam kết tài trợ toàn bộ cho 60 tàu theo kế hoạch. Theo dự kiến ban đầu, mỗi con tàu có lượng dạn nước 40-50 tấn với tiết diện radar giống tàu đánh cá thông thường. Thủy thủ đoàn gồm 2-3 người, các tàu sẽ đạt tốc độ tối đa 35 hải lý một giờ và có thể ẩn náu dễ dàng trong các cảng cá. Bên cạnh đó, mỗi con tàu được trang bị 2 tên lửa Hùng Phong 2, sau đó nhờ vào đặc điểm kích thước nhỏ và tính linh hoạt nên dễ dàng ẩn náu dọc theo bờ biển Đài Loan, góp phần cung cấp các khẩu đội tên lửa di động cho việc phòng thủ hòn đảo. Chúng có thể được triển khai ở các cảng cá, vịnh và cửa sông. Sau khi Đô đốc Lý nghỉ hưu vào năm 2019, dự án đã bị tạm dừng, được cho là do sự bất đồng của một số quan chức quân sự cấp cao, cũng như mắc kẹt song song với kế hoạch mua tới 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon của Hoa Kỳ. Đây là thỏa thuận trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ đã được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt vào tháng 10 và sẽ bao gồm 400 tên lửa Harpoon trên đất liền, có thể được phóng từ các bệ phóng di động trên mặt đất. Mặc dù bỏ lỡ kế hoạch tàu tên lửa siêu nhỏ này, nhưng cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã và đang tiến hành tự sản xuất hàng loạt hộ vệ hạm tàng hình Đà Giang, được mệnh danh là sát thủ hàng không mẫu hạm. Đây là một loại tàu hộ vệ nhỏ nhưng sức chiến thì mạnh mẽ và là một tàu chiến tàng hình tối tân, khó bị phát hiện hơn khi hoạt động gần bờ biển. Trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là thị trường thiết bị bán dẫn, Đài Loan lại là khu vực khắc họa rõ nét vai trò thống trị, khi mà các nhà sản xuất theo hợp đồng của Đài Loan chiếm hơn 60% tổng doanh thu thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu năm 2019. Do vậy, hòn đảo cũng rất dồn tâm sức để hoạch định chiến lược trong lĩnh vực này. Mới đây, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã báo hiệu ý định thành lập đội ngũ nhân tài trong ngành bán dẫn kết hợp giữa Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản và các nhà lãnh đạo công nghệ khác. Theo CNA, các công ty bán dẫn của Đài Loan gần đây đã thành lập xưởng đúc ở Mỹ và Nhật Bản, và bà Thái hy vọng việc kết hợp nguồn nhân lực có thể giúp khuyến khích dòng chảy nhân tài giữa Mỹ, Nhật, Đài cũng như là với các quốc gia khác. Bà Thái cho biết Đài Loan cam kết phát triển các kỹ năng kỹ thuật, khả năng ngôn ngữ và quan điểm quốc tế của các chuyên gia Đài Loan. Nói thêm về thiết bị bán dẫn, đây là linh kiện không thể thiếu trong mọi thiết bị điện tử, từ máy tính, điện thoại thông minh cho tới cảm biến phanh trên ô tô. Hoạt động sản xuất thiết bị bán dẫn cần tới một dây chuyền phức tạp, gồm nhiều công ty, từ thiết kế, sản xuất cho tới cung ứng công nghệ, vật liệu thô, máy móc. Do đó, bà Thái nói thêm rằng, dù tài năng công nghệ của Đài Loan có mạnh đến đâu, thì cũng khó có thể chỉ dựa vào tài năng địa phương để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong lĩnh vực này. Lãnh đạo Đài Loan phân tích rằng, Nhật Bản có lợi thế nhất định về vật liệu làm chất bán dẫn mà Đài Loan không có, trong khi Mỹ có năng lực sản xuất mạnh.
Do vậy, việc tăng cường hợp tác giữa các khu vực có cùng chí hướng sẽ phát triển khả năng cạnh tranh của các lĩnh vực tương ứng và mang lại bước đột phá trong sự phát triển của công nghệ thế hệ tiếp theo. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc cũng đang thắt chặt quan hệ với Nga, một nước đồng minh trở nên thân thiết hơn trong thời gian gần đây, kể từ khi hai nước cùng đối mặt những bất đồng với Mỹ. Vào đầu tuần này, cuộc tập trận chung Zapad Interaction 2021 giữa Nga và Trung Quốc đã chính thức bắt đầu tại căn cứ huấn luyện chiến thuật vũ khí liên hợp Thanh Đồng Hạp thuộc khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc. Những nhân vật chính góp mặt trong hành trình huấn luyện lần này bao gồm hơn 10.000 nhân lực từ các đội xung kích bọc thép với các phương tiện phản xạ nhanh, cùng súng xe tăng, súng máy phòng không và nhiều loại đạn khác nhau, sẽ được triển khai trong kịch bản các cuộc giao tranh ác liệt. Một cuộc duyệt binh đã được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai ngày 9 tháng 8, với quân đội của cả hai bên hành quân theo 13 đội hình trên khắp bãi tập để kiểm tra. Cuộc huấn luyện chung sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 8. Nhiều loại máy bay chiến đấu bay trên không theo hai đội hình, cùng nhiều loại thiết bị pháo và thiết giáp được trưng bày tại khu vực. Theo thông cáo từ Nga và Trung Quốc, các cuộc tập trận nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực của hai bên, cũng như khả năng của họ trong việc chống lại các lực lượng khủng bố và cùng bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực. Đây là năm thứ tư liên tiếp Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận Interaction 2021 và là cuộc diễn tập chung đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc. Trong cuộc tập trận chiến lược Kafkaz 2020 được tổ chức tại Nga vào tháng 9 năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã lần đầu tiên sử dụng các loại vũ khí và thiết bị chiến đấu chủ lực do quân đội Nga cung cấp, bao gồm xe tăng T-72B3, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và Ilyas tên lửa phòng không. Còn trong năm nay, quân đội Nga đang học cách lái xe bọc thép của Trung Quốc với sự giúp đỡ của binh sĩ Trung Quốc. Theo Wang Lijian, một binh sĩ kỳ cựu tham gia Thế vận hội quân đội quốc tế với các đồng nghiệp Nga cho biết, để giúp quân đội Nga nhanh chóng thích nghi với thiết bị mới này, phía Trung Quốc đã chuẩn bị rất nhiều, bao gồm cả kế hoạch học tập và hỗ trợ huấn luyện. Trung tướng Liu Xiaowu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của POA cho biết, cuộc tập trận thể hiện mức độ phối hợp cao mới của Trung Quốc và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Nga. Lực lượng quân sự của Trung Quốc và Nga cho biết cuộc diễn tập sẽ xác minh và cải thiện khả năng của quân đội hai nước trong các lĩnh vực như trinh sát, cảnh báo sớm, thông tin điện tử và khả năng tấn công. Thủ tướng Đức Angela Merkel đang bước vào những tuần làm việc cuối cùng sau khi bà rời nhiệm sở. Mối quan hệ của nước Đức nói riêng và Liên minh châu Âu-EU nói chung đối với Trung Quốc dự kiến sẽ có nhiều sóng gió và trắc trở hơn. Gần đây, bà Merkel đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông Tập nhấn mạnh châu Âu cần phải theo đuổi tự chủ chiến lược, nghĩa là thiết lập chính sách đối ngoại với Trung Quốc một cách độc lập và không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Theo báo South China Morning Post, trong suốt 16 năm dẫn dắt châu Âu, bà Merkel đã lèo lái mối quan hệ giữa khối EU với Bắc Kinh, tập trung chủ yếu vào thương mại và tránh những căng thẳng về nhân quyền. Thế nhưng, trong lúc bà Merkel nói lời tạm biệt với vị trí quyền lực, tình hình ở lục địa già đã thay đổi nhanh chóng. Ngày càng có nhiều quan điểm phản ứng gay gắt với Trung Quốc trong số các chính trị gia, các nhóm nhân quyền và truyền thông xã hội. Châu Âu đang thể hiện thái độ cứng rắn hơn đối với vấn đề ngược đãi quyền con người và các chiêu trò chơi xấu về kinh tế của Bắc Kinh. EU vốn đã luôn đứng giữa sự giằng co của hai siêu cường hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng bà Merkel đã lèo lái thành công khối liên minh và duy trì mối quan hệ tương đối yên ổn với cả Washington lẫn Bắc Kinh. Vị trí mà bà Merkel để lại sẽ rất khó để thay thế. Tại chính trường nước Đức, sau trận lũ lịch sử khiến 164 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích, tỷ lệ ủng hộ đối với các ứng cử viên thủ tướng đã có nhiều xáo trộn. Hiện không dễ dự đoán ai là người được bầu vào vị trí dẫn dắt đất nước, kế nhiệm bà Merkel. Hơn nữa, lãnh đạo tiếp theo của Đức cũng cần có thêm thời gian để gây dựng uy tín và tầm ảnh hưởng như bà đầm thép Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay. Mặt khác, các lãnh đạo tiềm năng của Đức cũng đang thể hiện quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc so với bà Merkel, đặc biệt là nữ chính trị gia Annalena Baerbock thuộc đảng Xanh. Ngoài ra, báo South China Morning Post cho rằng dù ai thay thế bà Merkel lãnh đạo nước Đức thì mối quan hệ của quốc gia này với Bắc Kinh cũng không thay đổi nhiều về lĩnh vực thương mại. Trong khi đó, tình hình sẽ rất khó dự đoán nếu như chính trị gia Marine Le Pen hay Xavier Bertrand giành chiến thắng bầu cử trước đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào mùa xuân năm sau. Mối quan hệ giữa Pháp với Trung Quốc có thể thay đổi nhanh chóng nếu ông Macron thất cử. Sau đó, Bắc Kinh sẽ phải làm quen với tình hình mới, với những nhà lãnh đạo EU có quan điểm đối đầu mạnh mẽ hơn, thay vì chọn lối ôn hòa để bảo vệ lợi ích thương mại như bà Merkel hay ông Macron. Trong những diễn biến khác về tình hình phát triển khí tài của Mỹ, tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đã trình diễn những nâng cấp mới cho hệ thống phòng không Patriot PAC-3 sau khi đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật trong một cuộc bay thử nghiệm.
Brenda Davidson, phó chủ tịch chương trình PAC3 cho biết, các cuộc thử nghiệm bay như thế này chứng minh cách chúng tôi tiếp tục phát triển PAC3 để đảm bảo Mỹ luôn sẵn sàng cho chiến trường thế kỷ 21, đồng thời có thể giúp cho các binh sĩ tham chiến cảm thấy an tâm vì họ biết rằng các tên lửa PAC3 bảo vệ họ luôn hoạt động. Trong cuộc thử nghiệm để xác nhận các nâng cấp phần cứng, phần mềm tên lửa và bệ phóng, một PAC-3 MSE đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo chiến thuật. Những nâng cấp cho phép hoạt động trong tương lai của tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE theo kịp tốc độ chống lại các mối đe dọa đang mở rộng hiện nay và ngày mai, sẽ được đưa vào sản xuất trong năm tới. Trong khi đó, với cuộc thử nghiệm hai tên lửa PAC-3 CRI, mỗi tên lửa đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo chiến thuật với mục tiêu hỗ trợ chương trình giám sát thực địa FSB của quân đội Hoa Kỳ nhằm khẳng định độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của tên lửa PAC-3 trên thực địa. Cả hai chuyến bay thử nghiệm do quân đội Hoa Kỳ dẫn đầu đã chứng minh khả năng độc đáo của dòng tên lửa PAC-3, loại tên lửa đánh chặn sát thủ duy nhất đã được chứng minh khả năng chiến đấu chống lại các mối đe dọa tiềm tàng, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay. 14 quốc gia trên thế giới đã chọn PAC-3 CRI và PAC-3 MSE của Mỹ để cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa. Tòa án cấp cao Trung Quốc ngày 10 tháng 8 đã y án tử hình đối với một bị cáo người Canada vì tội buôn lậu hàng hóa cấm. Trước đó, chỉ một ngày, Trung Quốc cũng đã xét xử một công dân Canada vì tội gián điệp. Các phiên tòa liên tiếp diễn ra trong bối cảnh luật sư của giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đang bận rộn chuẩn bị cho phiên tòa xét xử ở Canada. Với nỗ lực không để bà Mạnh bị dẫn độ về Mỹ, nơi mà rất có thể công chúa Huawei sẽ bị buộc tội liên quan đến vi phạm biện pháp trừng phạt của Washington. Trở lại phiên tòa hình sự ngày 10 tháng 8 ở Trung Quốc, bị cáo người Canada Robert Schellenberg đã bị bắt vào năm 2014 khi tham gia vào đường dây buôn bán trái phép chất cấm và bị tuyên án 15 năm tù vào cuối năm 2018. Ông Schellenberg kháng cáo, thế nhưng kết cục còn bi thảm hơn khi ông bị tòa án thành phố Đại Liên tuyên án tử hình vào tháng 1 năm 2019, chỉ một tháng sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ ở sân bay quốc tế Vancouver theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Nhà chức trách Mỹ truy tố bà Mạnh vì có động thái dẫn dắt sai lệch ngân hàng HSBC Holdings PLC trong việc xem xét hồ sơ kinh doanh của Huawei với phía Iran, từ đó tạo ra khả năng HSBC vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Tehran. Bà Mạnh luôn khẳng định bản thân vô tội và tìm cách đấu tranh để không bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Sau những căng thẳng tiếp nối trên chính trường giữa Canada với Trung Quốc, Tòa án tối cao ở tỉnh Liêu Ninh đã bắt đầu mở các phiên tòa xét xử đơn kháng cáo của ông Schellenberg từ tháng 5 năm 2020. Đến ngày hôm qua 10 tháng 8, tòa y án tử hình. Nói với phóng viên sau khi tham gia phiên xử, ông Dominic Barton, đại sứ Canada tại Trung Quốc, kịch liệt chỉ trích phán quyết của tòa án và kêu gọi chính quyền sở tại cân nhắc khoan hồng đối với công dân Canada. Theo Reuters, Bắc Kinh đã bác bỏ mọi ý kiến nghi ngờ việc xét xử các công dân Canada có liên quan đến trường hợp bà Mạnh Vãn Chu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức xoay quanh vấn đề này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào hôm 9 tháng 8 tuyên bố ông có thể nhờ cậy đến quân đội Nga nếu cần thiết. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Belarus và Nga với phương Tây ngày càng căng thẳng. Hơn nữa, ngày 9 tháng 8 cũng đánh dấu trong một năm ông Lukashenko đắc cử tổng thống. Trong một cuộc bỏ phiếu mà cả phe đối lập trong nước và chính phủ, nhiều nước EU đều cáo buộc là có gian lận rõ ràng. Nếu cần thiết thì không chỉ một căn cứ quân sự mà cả lực lượng vũ trang của Liên bang Nga cũng có thể được triển khai đến Belarus. Mọi người hỏi tôi trong trường hợp nào ư? Đó là khi thế giới đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc đại chiến mới. Theo Reuters, Nga vốn luôn duy trì quan hệ đồng minh thân cận với Belarus về cả quân sự lẫn kinh tế, bất chấp các nước phương Tây đồng loạt lên án chính quyền ông Lukashenko đang áp cuộc biểu tình của người dân và bóp nghẹt những tiếng nói của phe đối lập. Đáp lại những chỉ trích, ông Lukashenko tuyên bố đã giành chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng 8 năm ngoái và thề sẽ thẳng tay bảo vệ đất nước khỏi mọi nguy cơ bùng nổ xung đột bạo lực. Gần đây, ông Lukashenko còn tỏ ý đối đầu mạnh mẽ hơn với Liên minh châu Âu. Đáng chú ý nhất là hành động ra lệnh cho tiêm kích chặn đầu máy bay thương mại của hãng Ryanair, ép phi công đáp xuống máy bay ở thủ đô Minsk để bắt giữ nhà báo đối lập. Đồng thời, các nước Litva và Ba Lan thuộc EU và là hàng xóm của Belarus đã cáo buộc chính quyền ông Lukashenko cố tình gây căng thẳng về vấn đề nhập cư nhằm phản ứng theo kiểu ăn miếng trả miếng với những đòn trừng phạt liên hoàn từ Liên minh châu Âu. Trong lúc đó, Afghanistan đã trở thành một tâm điểm bạo lực và hỗn loạn ở khu vực Trung Á thời điểm hiện tại, khi các tay súng Taliban chiếm được một thủ phủ của tỉnh thứ 6 chỉ sau vài ngày. Trước tình hình này, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về tình hình, nhưng vẫn tin tưởng rằng lực lượng an ninh Afghanistan có đủ khả năng để chống lại nhóm nổi dậy.
Lực lượng chính quyền Afghanistan có không quân, Taliban thì không. Họ có vũ khí hiện đại và kỹ năng tổ chức, Taliban thì không. Họ có số lượng vượt trội so với Taliban, và vì vậy một lần nữa họ có lợi thế, và thực sự bây giờ là lúc họ sử dụng những lợi thế đó. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lập luận rằng người Afghanistan phải tự quyết định tương lai của mình và ông sẽ không giao một thế hệ người Mỹ khác tham gia cuộc chiến kéo dài 20 năm như đã từng xảy ra. Ông Biden lặp lại khẳng định sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Lực lượng phiến quân Taliban đã đẩy mạnh chiến dịch đánh bại chính phủ khi các lực lượng nước ngoài rút đi. Hôm thứ Hai, phiến quân đã chiếm Ayback, thủ phủ của tỉnh Samanganj, miền Bắc nước này. Cuối tuần qua, họ cũng đã chiếm ba thủ phủ của tỉnh. Trở lại với nỗ lực hoàn thành quá trình tiêm chủng vaccine ở Mỹ, theo NBC News, Lầu Năm Góc sẽ bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho các thành viên quân đội, muộn nhất là phải kết thúc vào giữa tháng 9. Thông báo được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Theo đó, thời hạn có thể được đẩy lên nếu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đưa ra phê duyệt cuối cùng để triển khai vaccine Pfizer, dự kiến vào đầu tháng tới. Quân đội sẽ có vài tuần tới để hoàn tất quá trình tiêm chủng này. Nhiệm vụ mới mà Bộ trưởng Austin đặt ra đã giành được nhiều lời khen ngợi từ Tổng thống Joe Biden. Tôi tự hào rằng những người phụ nữ và đàn ông trong quân đội của chúng ta sẽ tiếp tục giúp lãnh đạo lực lượng trong cuộc chiến chống lại đại dịch này bằng cách nêu gương về cách giữ an toàn hữu hiệu nhất trước đại dịch cho người dân Mỹ của họ. Tháng trước, do sự gia tăng đột biến trong các trường hợp COVID-19, Tổng thống Joe Biden nói rằng các nhân viên liên bang sẽ được yêu cầu chứng nhận đã tiêm phòng đầy đủ. Nếu như không làm được thì những nhân viên này phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội với tất cả mọi người. Hiện tại đã có hơn 1 triệu thành viên quân đội được tiêm chủng đầy đủ và 237.000 người khác được tiêm chủng một liều. Lục quân có nhiều quân nhân nhất được tiêm chủng đầy đủ. Tiếp theo là lực lượng hải quân và không quân Mỹ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley kêu gọi các thành viên quân đội liên hệ với các nhân viên y tế trong lực lượng nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tác dụng phụ hoặc tác động của vaccine. Khép lại bản tin hôm nay, hãy cùng FBNC đến với một tin ngắn về sức khỏe tinh thần mà có lẽ rất cần thiết với mỗi chúng ta trong thời điểm dịch bệnh hoành hành hiện nay. Hầu hết mọi người đều muốn theo đuổi hạnh phúc, nhưng ngày nay chúng ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo về việc đó. Nhưng chẳng hề gì, quyển sách Những nghiên cứu về hạnh phúc vừa xuất bản đã đề xuất hai bước ngắn gọn để giúp mỗi cá nhân hiểu được cách tìm kiếm niềm vui và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Cuốn sách chấp bút bởi Dan Ben-Shahar, tác giả nổi tiếng người Mỹ, Israel trong lĩnh vực tâm lý học, đồng thời cũng là giảng viên tại trường đại học hàng đầu thế giới Harvard. Trong quyển sách, ông Ben-Shahar cho rằng, điều đầu tiên là chúng ta đừng cố gắng tìm kiếm niềm hạnh phúc trọn vẹn. Hành trình đó sẽ khiến bạn rất mệt mỏi. Tác giả viết cũng giống như ánh sáng mặt trời, nếu nhìn trực tiếp, đôi mắt của bạn sẽ cảm thấy bỗng rác. Nhưng nếu nhìn ánh sáng được phân tán thành những sắc màu khác nhau, chẳng hạn như nhìn vào cầu vồng, bạn sẽ cảm thấy thư giãn. Tương tự như vậy, đừng cố gắng theo đuổi niềm hạnh phúc và tự làm tổn thương mình. Thay vào đó, ông Ben-Shahar gợi ý mọi người cố gắng tìm cách hoàn thiện bản thân theo công thức SPIRE, viết tắt của 5 từ tiếng Anh mang ý nghĩa tinh thần, thể chất, trí tuệ, mối quan hệ và cảm xúc. Với mỗi yếu tố nói trên, bạn hãy tự định nghĩa bản thân mong muốn những gì, chẳng hạn như về mặt tinh thần và cảm xúc, hoặc là sự phát triển trí tuệ hay kiểu mối quan hệ như thế nào sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. Thông qua việc hiểu rõ nhu cầu của bản thân và tìm cách cải thiện từng khía cạnh nhỏ trong cuộc sống, bạn có thể sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Tác giả từ Harvard cho rằng, công thức SPIRE giúp bạn dễ dàng tìm kiếm niềm vui và tinh thần lạc quan, thay vì mãi đi tìm và đòi hỏi một khái niệm có phần trừu tượng như là hạnh phúc.